Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lý hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn bộ đĩa DVD gốc, bộ phim Tình yêu và thù hận do hãng TVB Hồng Kông sản xuất nha các bạn. Đĩa gốc do công ty Pha Phim Việt Nam và công ty Sang Giang phát hành. Trọn bộ thì gồm có 6 đĩa và 20 tập. Bộ phim này xem rất là hay luôn các bạn. Các bạn có để ý là những phim hay ngày xưa thường sản xuất chỉ có 20 tập thôi. Đây là bề mặt sau của bộ phim. Bộ này thì mình mua được hai đĩa nha các bạn, hai bộ. Bộ này là đĩa mới và bộ này là mình mua đĩa cho thuê. Các bạn có thể thấy là tem cục điện ảnh còn mới hơn so với bộ này. Diễn viên bộ này thì gồm có Miêu Kiều Dĩ, Viên Vịnh Nghi, Điền Nhụy Ni, Trần Quốc Bang. Bây giờ mình sẽ mở bên trong ra cho các bạn xem những chiếc đĩa nha. Này, các bạn hãy xem. Đĩa rất là mới và đẹp luôn các bạn. Công ty Pha Phim in ấn đĩa rất là đẹp. Mình sẽ mở bộ thứ hai lên cho các bạn xem. Những bộ đĩa này mình sưu tầm nhưng mà mình cũng chưa sưu tầm được đầy đủ nữa các bạn. Có một số bộ như là Đội Điều Tra Đặc Biệt phần 1, phần 2. Phần 2 thì ngày xưa mình có mua được đĩa DVD gốc nhưng mà mình bị lạc mất rồi các bạn, còn bìa thôi. DVD gốc của phần 2 là công ty Ánh Vương phát hành. Còn phần 1 thì mình của công ty Pha Phim Việt Nam và Sơn Giang phát hành. Tiếc là phần 1 mình không mua được các bạn. Nếu bạn nào mà có thì cứ để lại comment bên dưới mình sẽ mua nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Chào các bạn.